Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 404 Trong tuần qua, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, quân đội Ukraine đã loại bỏ 4.000 binh sĩ Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã tiêu diệt được một máy bay và 30 duy cấp tác chiến và chiến thuật của quân xâm lược. Đáp lại tuyên bố của thủ lĩnh Wagner rằng Bakhmut đã thất thủ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Melia cho hay tình hình ở pháo đai thép là hết sức khó khăn, nhưng các chiến binh Ukraine vẫn đứng vững ở thành phố và tiếp tục gây thất bại thảm khốc cho kẻ thù. Bên cạnh đó, những bức ảnh mới đã cho thấy quy mô thiệt hại của những người Nga gần Ukraine. Tiếp tục dòng chảy chiến sự sẽ là những chiến công đẹp mắt đến từ vị trí của chiến binh Ukraine. Đoàn dài xe tăng Nga sập bẫy của Ukraine dẫn tới bị nổ tung. Lính Nga tuyệt vọng, lôm côm bò ra khỏi con cua thép. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy súng tối tự hành Tulip của Nga gần tiên tuyến ở khu vực Kharkiv. Cuộc tổng phản công mùa xuân càng cận kê, tốc độ cũng như số lượng viện trợ mà Ukraine nhận được càng lớn. Các nước NATO có ý định chuyển giao 6 tiểu đoàn, tức 160 chiếc xe tăng Leopard cho Ukraine. Cuối cùng là một ví dụ khác về lý do tại sao Nga và Belarus không được phép thi đấu tại các diễn đàn thể thao quốc tế nơi mà niềm tự hào dân tộc là một điều được tôn vinh. Nhà vô địch khiết bốc xin thế giới Ukraine hy sinh trong trận chiến chống lại quân xâm lược Nga. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả thân mến của The Second Post đã quay trở lại với bản tin cập nhật mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua. Thưa quý vị, ngày thứ 403 của cuộc chiến cũng đánh dấu một tuần giao tranh mới của cả hai bên. Và trước khi đến với những diễn biến mới nhất, chúng ta hãy cùng nhìn lại tổn thất của quân xâm lược Nga ở Ukraine trong tuần qua. Trong một tuần, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, quân đội Ukraine đã loại bỏ 4.000 binh sĩ Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã tiêu diệt được một máy bay và 30 UAV cấp tác chiến và chiến thuật của quân xâm lược. Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine có liên quan đến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Alexander Pavlyuk trong Telegram. Theo đó, tổng thiệt hại chiến đấu của Nga trong những ngày từ 27 tháng 3 đến 2 tháng 4 tạm tính là Nhân sự 4.000 người bị thanh lý, xe tăng 23 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 39 chiếc, hệ thống pháo binh 56 chiếc, MLRS 5 đơn vị, hệ thống phòng không 2 chiếc, máy bay 1 chiếc, máy bay trực thăng 0 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 33 hỏa tiễn hành trình không tàu thuyền không chiếc thiết bị ô tô và tàu chở dầu 51 chiếc thiết bị đặc biệt 14 trong đó chỉ trong ngày chủ nhật 2 tháng 4 quân đội Ukraine đã thanh lý 560 binh sĩ Nga tổng số binh sĩ thiệt hại của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược là 174.550 binh sĩ Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hai xe tăng, 5 AFV và 1 UAV của Nga trong 24 giờ. Trước đó, vào đêm ngày 31 tháng 3, những kẻ xâm lược đã tấn công Ukraine bằng xe hét của Iran. Đối phương đã bắn 10 UAV tấn công, trong đó có 9 UAV bị quân phòng thủ Ukraine tiêu diệt, 8 UAV Nga bị bắn hạ ở vùng Kharkiv và Poltava. Như The Circle Post đã đề cập ở bản tin trước trong ngày, mới đây thủ lĩnh của tập đoàn đánh thuê hôm 2 tháng 4 tuyên bố rằng Bakhmut đã thất thủ và nếu thảo viên nhớ không nhầm thì đã là trên dưới lần thứ 10 Prigozhin đưa ra tuyên bố này. Còn theo cập nhật mới nhất của The Sun Post về tình hình ở hướng Bắc Mút vẫn rất căng thẳng bởi vì quân Nga không dừng lại trước những tổn thất. Nhưng chuyện Ukraine thất thủ ở đây là chuyện không hề có. Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine có liên quan đến tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Melia. Thứ trưởng cho biết, kẻ thù đang cố gắng lôi kéo không chỉ Warner Rice mà còn cả các đơn vị lính dù chuyên nghiệp theo melia ngay cả khi tổn thất nhân sự cao ngất ngưỡng cũng không ngăn được kẻ thù tuy nhiên chúng buộc bộ chỉ huy nga phải đưa ra quyết định theo cảm tính hơn bà nhấn mạnh quân phòng thủ của chúng ta phải ngăn chặn bước tiến của kẻ thù trong điều kiện khó khăn ngoài ra melia nói rằng mọi quyết định quân sự và mọi bước đi của giới lãnh đạo ukraine đều cân bằng bà cũng cho biết chỉ huy của nhóm tác chiến chiến lược kordasa đang làm việc trong khu vực tác chiến Hoàn toàn kiểm soát tình hình tác chiến tại chỗ. Thứ trưởng cho biết việc ứng phó với tình hình hiện tại được thực hiện một cách thành thạo, có tính đến mọi tình huống, nhiệm vụ và nguyên tắc khả thi của quân đội. Trước đó, bà Melia báo cáo rằng quân đội đang tấn công đồng thời theo bốn hướng, nhưng hầu như không thành công. Tạm xa tình hình ở Bắc Mút có rất nhiều khó khăn, chúng ta sẽ đến gần Uclida, nơi tình hình có vẻ khả quan hơn những bức ảnh mới đã xuất hiện trên mạng xã hội cho phép chúng ta đánh giá quy mô thiệt hại của những người Nga đã cố gắng kiểm soát Ukraine. Thất bại của quân đội Nga gần Ukraine đã trở thành một trong những kết quả nổi tiếng nhất của cái gọi là cuộc tấn công vĩ đại mùa đông của lực lượng vũ trang Nga ở Donbass. Đồng thời, những bức ảnh mới xuất hiện trên mạng xã hội cho phép chúng ta đánh giá quy mô thiệt hại của những người Nga đang cố gắng kiểm soát Ukraine. Những hình ảnh được công bố bởi kênh Telegram Ukraine 365 Cơ quan quản lý quân sự Volnovakha đã công bố một số hình ảnh cho thấy hàng chục xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh của Nga bị phá hủy. Thiết bị đã bị pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine cho nổ tung từ xa. Một số kẻ xâm lược đã bị nổ tung trong bãi mình khi cố gắng rút lui. Đồng thời, các bức ảnh được công bố cho thấy rõ ràng rằng các thiết bị bị phá hủy đã bị đốt cháy. Trong quá trình hỗn loạn cố gắng thực hiện một cuộc điều động, các phương tiện bọc thép nằm rải rác trên các cánh đồng theo các hướng khác nhau. Rất có thể, người Nga không hiểu họ đang bị bắn từ phía nào. Tiếp tục dòng chảy chiến sự là những chiến công đẹp mắt đến từ vị trí của những chiến binh Ukraine. Một đoạn video vừa được công bố mới đây cho thấy, thủy quân lục chiến Ukraine đã tiêu diệt một đoàn dài xe tăng Nga bằng hỏa tiễn Javelin do Mỹ sản xuất. Đoạn video do Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội, xen kẽ cảnh quay bằng máy bay không người lái về cuộc tấn công với các clip binh sĩ Ukraine khai hỏa các hệ thống chống tăng di động. Khi vũ khí tấn công, xe tăng và các phương tiện bọc thép khác phát nổ và bốc cháy, người ta nhìn thấy một chiếc xe tăng bắn trả trước khi nó bị trúng đạn và bất động, khói bốc lên. Tại một thời điểm trong video, có thể thấy ba binh sĩ Nga tuyệt vọng nhảy ra khỏi một chiếc xe đang bốc cháy gần cuối video, một trong những phương tiện bốc cháy nổ tung gây ra một vụ nổ lớn. Không rõ đoạn video được quay vào thời điểm nào, một bài đăng trên Facebook của lữ đoàn cho biết video được quay ở khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Một tài khoản định vị địa lý trên Twitter cho biết video được quay tại làng Vodayen, cả Mỹ và NATO đã gửi Javelin cùng với các loại vũ khí chống tăng khác tới Ukraine sau cuộc chiến của Nga. Mỹ đã cung cấp 8.500 hỏa tiễn chống tăng Javelin cho Ukraine, theo báo cáo của Forbes vào tháng 12 năm 2022. Ukraine đã sử dụng thành công loại vũ khí này để tấn công thiết giáp và phương tiện của Nga và một số chuyên gia ước tính rằng Nga có thể đã mất hơn một nửa số xe tăng hoạt động ở Ukraine. Theo Oris, một nền tảng phân tích tin báo nguồn mở, gần 10.000 phương tiện và thiết bị khác của Nga được cho là đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị thu giữ. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine đã phá hủy súng cối tự hành Tulip của Nga gần tiên tuyến ở khu vực Kharkiv. Lữ đoàn cơ giới số 14 của lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn video đốt cháy vũ khí nguy hiểm của Nga gần tiên tuyến, súng cối tự hành 2S4 tyopin Đoạn video được xuất bản vào ngày 2 tháng 4 trên kênh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine. Tulip là phương tiện chiến đấu 240mm. Nhiệm vụ chính của nó là phá hủy các công sự kiên cố nhất, có thể tấn công, kể cả vũ khí hạt nhân chiến thuật. Người Nga đã sử dụng hoa tulip trong trận tấn công sân bay Luhansk năm 2014, cũng như ở Zobstow ở Mariupol năm 2022. Việc phá hủy hoa tulip của Nga đã được chuyên gia quân sự Alexander Kovalenko bình luận trên Telegram. Ông lưu ý rằng đây là một mẫu vật khá hiếm. Trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, việc phá hủy 6 đơn vị SAM, súng cối tự hành 240mm này đã được ghi lại. Ông lưu ý rằng, vào thời điểm diễn ra cuộc xâm lược toàn diện, quân Nga có 40 chiếc tulip đang phục vụ. Có 300 đơn vị được lưu trữ tại Liên bang Nga, nhưng người Nga rất có thể không thể khôi phục khả năng chiến đấu của họ một cách nhanh chóng. Trước đó, hai súng cối tự hành tulip của Nga đã bị phá hủy ở vùng Zaporozhye. Cuộc tổng phản công mùa xuân càng cận kề, tốc độ cũng như số lượng viện trợ mà Ukraine nhận được càng lớn các nước NATO có ý định chuyển giao cho Ukraine hai tiểu đoàn với xe tăng Leopard 2 của Đức, cũng như bốn tiểu đoàn với Leopard 1. Tổng cộng, số lượng phương tiện sẽ là 160 chiếc. Điều này được OBC Ukraine thông báo, trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, trong một cuộc phỏng vấn với Die Welt. Đồng thời, ông lưu ý rằng khó có thể gửi cho Ukraine nhiều hơn loại vũ khí này vì nguồn lực của các đồng minh là có hạn và nói thêm rằng Đức không thể chuyển giao tất cả bởi vì có những nguồn dự trữ không được tiêu hết. Tôi không thấy kịch bản có thể gửi thêm Leopard tới Ukraine ngoài những gì đã được thông báo, ông Pistoriot nói. Trong khi đó, Bộ trưởng cho biết, Ba Lan cùng với các đồng minh sẽ gửi hai tiểu đoàn Leopard 2 tới Ukraine, bao gồm 60 xe tăng. Ngoài ra, vào cuối năm nay, 100 xe tăng Leopard 1 được biên chế thành bốn tiểu đoàn sẽ được bổ sung cho Ukraine. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức cho biết thêm, Mỹ cùng với Anh cũng cung cấp xe tăng. Xe tăng của các nước NATO không chỉ đứng chờ để vận chuyển đi. Mặc dù vậy, tôi tin rằng trong trung hạn sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Ông Pistorius kết luận, như đã đưa tin, Đức đã chuyển giao 18 xe tăng Leopard 2 như đã hứa cho Ukraine trong khuôn khổ của liên minh các đối tác. Cần lưu ý rằng, Ba Lan đã trở thành quốc gia đối tác đầu tiên chuyển giao xe tăng Leopard 2 hiện đại cho Ukraine. Ngoài ra, việc chuyển giao những phương tiện này đã được thực hiện từ Bộ Đào Nha. Một ví dụ khác về lý do tại sao Nga và Belarus không được phép thi đấu tại các diễn đàn thể thao quốc tế, nơi mà niềm tự hào dân tộc là một điều được tôn vinh. Thưa quý vị, được biết một nhà vô địch kickboxing thế giới 4 lần người Ukraine đã chết trong bệnh viện sau khi bị thương trong khi chiến đấu để bảo vệ đất nước của mình chống lại lực lượng Nga. Và nói đến đây, theo vì không khỏi nghẹn ngào, quá nhiều tiềm năng con người bị lãng phí, tất cả chỉ vì cái tôi nhỏ bé của một người đàn ông đang sống ở Điện Kremlin. Vitaly Meronov đã qua đời vào đêm 31 tháng 3. Theo thị trưởng Ivano Frankivsk, một thành phố ở phía tây Ukraine có mối liên hệ mật thiết với chiến binh quá cố. Xác nhận cái chết của Meronov trên Facebook, thị trưởng Ivano Frankivsk Ruslan Marsinki viết Mất mát không thể bù đắp đối với cộng đồng. Ivano Frankivsk, Vitaly Meronov qua đời vào ban đêm do vết thương trong trận chiến trong bệnh viện nhà vô địch kickboxing 4 lần thế giới, nhà vô địch chiến đấu toàn cầu người Ukraine, võ sư quyền Anh Vitaly Meranov đã tham chiến vào ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện. Trong một lần giao tranh, Vitaly đã bị một vết thương do đạn bắn vào chân. Anh ấy đã bình phục và quay trở lại ra mặt trận một lần nữa và bảo vệ Ukraine đến hơi thở cuối cùng. Anh còn vợ và con gái 2 tuổi, xin thành thật chia buồn cùng gia đình và những người thân yêu, đời đời tưởng nhớ anh hùng. Được biết, Người anh hùng Meronov trước đây đã phục vụ trong Ủy ban điều hành Hội đồng thành phố Ivano Frankivsk. Đầu tháng này, Loa chủ tịch của Tổ chức Điền kinh Thế giới, tuyên bố 185 vận động viên đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Điền kinh Thế giới, cơ quan quản lý toàn cầu về các cuộc thi điền kinh, đã cấm vận vận động viên Nga và Belarus tham gia các sự kiện của tổ chức này do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Quốc gia được Belarus hỗ trợ. Được biết, Ủy ban Olympic Quốc tế đã hoãn đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu các vận động viên Nga và Belarus có được phép tham gia Thế vận hội mùa hè Paris 2024 hay không. Ukraine đã đe dọa sẽ bỏ qua Thế vận hội Olympic nếu Nga và Belarus được phép thi đấu. Vào tháng 2, Bộ trưởng Thể thao Bà Làng cho biết nước ông đang thành lập một liên minh bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và Nhật Bản để phản đối các vận động viên Nga và Belarus tranh giành tại Thế vận hội 2024. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức chính xác nhất về chiến trường Nga-Ukraine. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin kính chào và hẹn gặp lại.